Ok, xin chào cả nhà. Không biết là Du đang livestream được chưa? Xích một chút. Ok, xin chào cả nhà đã đến với chương trình Facebook Live ngày hôm nay. Ok, Du check một chút xíu. Ok, các anh chị nào mà đang xem được rồi, được rồi, đã xem được rồi, thành công. Các anh chị nào đang xem cái Facebook Live ngày hôm nay có thể là đánh comment dùm Du vào phần xin chào, đúng không ạ? Hoặc các anh chị có thể invite, hello chị Hà trên Bách Huyền Cầm, hello chị Hằng. Các anh chị nào có thể, các anh chị có thể share ngay cái bài ngày hôm nay cho tất cả cái nhóm của mình, đúng không ạ? Share ngay cái bài hôm nay, cái bài hôm nay rất quan trọng. Và ngày hôm nay là cái bài tổng quan về cái chiến lược social selling với kèm đánh răng. Rất quan trọng, các anh chị có thể share cái bài ngày hôm nay với các nhóm của mình, đúng không ạ? Hello chị Hà, hello chị Hằng. Rồi, ok. Thì lời đầu tiên cho phép Du xin gửi lời chào tất cả các anh chị có mặt trong cái chương trình Facebook Live ngày hôm nay. Và ngày hôm nay là buổi thứ tư hàng tuần của đội nhóm Edit Team. Phương Thanh, ok, Thanh có thể share các nhóm dùm anh Du nhá. Quốc Đạt có thể share vào cái nhóm Edit Team Global dùm anh Du, Edit toàn cầu dùm anh Du. Thì giới thiệu cả nhà, họ tên đầy đủ của Du là Đồng Công Du. Và hiện tại thì Du đang làm 100% thời gian với cái sự nghiệp kinh doanh với Nuskin. Và cái lý do mà khiến Du quyết định tham gia công việc này thì có 3 cái lý do chính. Thứ nhất, Du nhận ra được một điều đó là đây là cái cơ hội giúp cho bản thân Du được phát triển bản thân mình một cách nhanh nhất, tốt nhất và toàn diện nhất. Cái thứ hai, đây là cái cơ hội có thể cho phép mình được làm chủ một cái kinh doanh của riêng mình, làm mình được làm chủ một cái kinh doanh của riêng mình, anh chị ạ. Và cái thứ ba đó là với cái kinh doanh của riêng, với cái kinh doanh này thì mình có thể là phát triển được kinh doanh trên toàn cầu. Và đó là ba cái lý do mà khiến Du quyết định Du làm việc này. Nên thành ra là trong cái quá trình Du làm thì Du luôn luôn mong muốn là mình tìm kiếm một cái công việc, một cái cơ hội, một cái phương tiện nào đó có thể giúp cho mình đạt được tất cả cái điều trên, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự thì rất là, và mình cũng loay hoay mình tìm kiếm các cái giải pháp để đạt được cái điều trên. Và với cái social media, với cái social selling thì đến hiện tại thì mình hoàn toàn có một cái cơ hội như vậy, các anh chị ạ, cơ hội tuyệt vời như vậy, mình có thể làm được cái điều đó. Thì các anh chị nào đang xem trong cái chương trình Facebook Live ngày hôm nay có thể ấn vào phần invite hoặc mời những người bạn của mình vào bắt đầu. Và ngày hôm nay thì Du chia sẻ với tất cả các anh chị chúng ta một cái chủ đề, cái buổi thứ tư đó là buổi về cơ hội kinh doanh. Thì ngày hôm nay Du chia sẻ với các anh chị chúng ta một cái chủ đề về cái cơ hội kinh doanh với cái kem đánh răng, kem trắng răng AP24 và cái cách khởi động như thế nào đúng nhất. Và đầu tiên thì điểm qua một chút thì tại thị trường Anh Quốc là một thị trường mà đầu tiên triển khai với social selling và đã phát triển rất là thành công với một cái nhóm rất là trẻ, với các một cái nhóm các bạn trẻ ở thị trường Anh Quốc đang làm rất là thành công. Và sau đó thì thị trường Anh Quốc đã thành công ấy, thì bắt đầu phát triển sang Mỹ, và gần đây thì cái nhóm trẻ này thì bắt đầu phát triển về Việt Nam. Thành ra là đây là một trong những cái thời điểm mà nhóm của chúng ta cũng là một trong những cái đội nhóm có cái sự áp dụng cái social media vào đầu tiên cũng như là chuẩn nhất. Nên thành ra là chúng ta có ngày hôm nay thì Du chia sẻ với những cái gì mà Du đã học được và Du đã training, thì Du sẽ chia sẻ với các anh chị chúng ta một cái quy trình kinh doanh cơ bản nhất với cái social media và cái sản phẩm kem đánh răng như thế nào. Thì đây là cái quy trình tổng quan một chút ạ. Thì thứ nhất là các anh chị chúng ta sẽ được các cái bước làm đấy, đúng không ạ? Cái quy trình dự án social selling này, đầu tiên là được tuyển chọn tham gia dự án này, đúng không ạ? Thứ hai là dọn dẹp Facebook. Thứ ba là các anh chị sẽ được add vào các cái nhóm có cái team leader hội hỗ trợ, tức là có các anh chị trong core team được hỗ trợ các anh chị ạ. Các anh chị sẽ được add vào nhóm chung có hot hỗ trợ. Các anh chị sẽ có những cái được duyệt bài, đúng không ạ? Các anh chị sẽ duyệt bài trước khi post và chúng ta sẽ đăng bài. Tiếp theo đó, khi đăng bài xong, các anh chị copy đường link của mình vào cái group châu Á châu Úc Elite Team. Sau đó thì chúng ta sẽ có các cái đường link để vào chúng ta tương tác đồng đội. Và các anh chị theo dõi các cái hoạt động ở ba nơi là hai phòng chat group châu Á châu Úc và sau đó tương tác thu hoạch kết quả. Đây là 10 cái bước làm. Và với các cái bước làm như thế này thì rất là chi tiết và cẩn thận, thì Du tin được là tất cả mọi người ai có thể làm được. Cái này dễ lắm các anh chị ạ, đúng không? Ai có thể làm được. Đặc biệt các bạn trẻ thì cực kỳ nhanh. Và bây giờ Du chia sẻ với các anh chị chúng ta cái khởi động với cái kem đánh răng như thế nào. Các anh chị chỉ cần có Facebook thôi, mình có thể kiếm tiền ngay được các anh chị nha. Các anh chị có thể kiếm tiền ngay được với cái Facebook của mình, đúng không ạ? Thì đầu tiên ấy là các anh chị chúng ta, trước khi chúng ta post cái bài đầu tiên ấy, thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì. Thì đây là một trong những cái phần mà chúng ta
rất hay các anh chị chúng ta, rất dễ mà chúng ta không chú ý đến chúng ta làm cái phần này, đúng không ạ? Cái phần này rất quan trọng nha, nhưng mà chúng ta không chú ý chúng ta làm ấy, thì cái hiệu quả của chúng ta sẽ không cao. Thì dù sau khi Du làm cái Facebook Live ngày hôm nay, các anh chị có thể là share cái bài này cho tất cả những người downline của mình. Vì đây là cái quy trình chuẩn nhất để các anh chị làm, đúng không ạ? Trước khi post bài đầu tiên, đúng không ạ? Thì được cái phần đầu tiên mà các anh chị chúng ta cần phải chỉnh sửa cho bất cứ một người nào đó, đó là các anh chị cần phải chỉnh sửa cái trang cá nhân, trang profile cá nhân. Chúng ta cần phải chỉnh sửa cái trang cá nhân của mình cho nó thật chuyên nghiệp và nó thật là hút mắt. Thì cái này nó như sau ạ, nó giống như là ngày hôm nay các chị chúng ta mở một cái cửa hàng. Ví dụ như Facebook Live ngày hôm nay có Đạt đi ạ, Đạt bắt đầu mở một cái cửa hàng kinh doanh. Đúng ạ? Và khi Đạt bắt đầu mở cái cửa hàng kinh doanh ấy thì Đạt sẽ phải mua bàn ghế này, trang trí phông bạt này, rồi là biển này, rồi là làm thật đẹp này, thậm chí là mình làm những cái lễ ngày nào cái gì đó để nó thu hút, đúng không ạ? Thì cái Facebook cá nhân của mình cũng vậy. Và khách hàng của mình ấy, họ sẽ khách hàng và đối tác kinh doanh của mình ấy, khi họ nhìn vào với cái Facebook cá nhân của mình ấy, họ có tin mình hay không ấy, thì cái điều này là điều quyết định. Thành ra là cái điều này mình cần phải chuyên nghiệp. Nếu mình nếu mà khi mà mình chuyên nghiệp ấy, thì tự nhiên là cái hiệu quả của mình nó sẽ cao rất là nhiều. Thành ra là cái Facebook cá nhân của mình ấy, nó cần phải cái sự chuyên nghiệp rất là cao, đúng không ạ? Nghĩa là các anh chị chúng ta cần có một cái Facebook profile cá nhân này, rồi là các cái ảnh các hoặc là cái trang cá nhân của mình nó phải thật chuyên nghiệp, thì qua đó thì nó sẽ tạo cái niềm tin cũng như là nó có sự thu hút đối với người khác. Thì một số cái điểm mà chúng ta sẽ lưu ý đến ấy, đó là ảnh đại diện, đúng không ạ? Cái này thì Du sẽ làm với cái Facebook của ảnh đại diện này, đúng không ạ? Ảnh đại diện thì cái ảnh đại diện của mình đã phải nên là cái ảnh của cá nhân mình, đúng không ạ? Nên là cái ảnh của cá nhân mình, là cái ảnh của bản thân mình nhá, chứ không nên ảnh của con vật hoặc là đồ vật hoặc là một cái logo, một cái quảng cáo gì đó, thì phải ảnh của mình, đúng không ạ? Và đặc biệt là nếu mà được thì nên là cái ảnh đây là cái lưu trú này, đúng không ạ? Thứ nhất là ảnh đại diện là phải là ảnh của chính mình này. Tốt nhất là chỉ có mặt mình thôi, tốt nhất là ảnh của riêng mình. Thứ hai là cần phải đẹp này, rõ ràng, lịch sự. Vì cái này nó sẽ tạo ra cái niềm tin cho người khác, đúng không ạ? Và ảnh này mình không nên thay đổi nhiều quá. Thứ hai đó là ảnh bìa. Ảnh bìa thì mình nên chọn tiêu chí là nên chọn sở thích, ước mơ, gia đình, cá tính hoặc tính cách. Nghĩa là cái ảnh bìa thì các anh chị chúng ta nên thay đổi theo cái sở thích của mình. Ví dụ như Du chẳng hạn. Cái sở thích của Du là Du thích tự do, Du thích cái sự tự do chẳng hạn. Thì Du có thể để cái ảnh bìa là chữ freedom, đúng không ạ? Hoặc là ước mơ của mình, hoặc gia đình, hoặc tính cách. Tức là mình không nên để ảnh cá nhân của mình lên ảnh làm ảnh bìa. Thì nó sẽ không 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 ảnh ảnh cá nhân của mình nên là cái ảnh cá nhân thôi. Nó sẽ hiệu quả hơn. Tiếp theo đó là mình điều chỉnh hình cho đúng vị trí, nó đẹp một chút các anh chị. Chúng ta cần cái sự chuyên nghiệp. Các anh chị cần đẹp hơn một chút, cần chuyên nghiệp một chút, đúng không ạ? Ảnh phải rõ ràng này, đúng không ạ? Rồi là đẹp, rồi là chuyên nghiệp thì cái hiệu quả của chúng ta sẽ cao hơn rất là nhiều. Và không nên thay đổi ảnh bìa nhiều quá. Đúng không ạ? Cái này là một trong những cái mà tạo sự chuyên nghiệp của mình. Đúng không ạ? Nhất là các anh chị nào bắt đầu triển khai với cái chiến dịch này thì các anh chị có thể là làm ngay. Tiếp theo là cái thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân thứ nhất là chúng ta phải dùng tên 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 thật. Đúng không ạ? Tên thật. Nên dùng tên thật. Ví dụ như là có thể là Đồng Công Du này. Có thể là ví dụ như Đinh Nguyễn này, Catherine Nguyễn này. Hoặc có thể là mình dùng tên tiếng Anh của mình cũng được. Ví dụ như là Mimosa Nguyễn hoặc gì đó chẳng hạn này thì cũng được các anh chị ạ. Nhưng mà mình không nên dùng một cái gì như cỏ như là gì ạ? Như là tình yêu mãi mãi hoặc là những cái gì đấy mà nó không phải tên thật của mình thì mình không nên dùng. Bởi vì cái khi mà mình không dùng tên thật của mình ấy thì cái sự tin tưởng của mình nó sẽ không cao. Thành ra là mình nên dùng cái tên thật của mình. Đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như là mãi mãi một tình yêu hoặc mùa thu gì đấy mình không nên. Đúng không ạ? Tiếp theo là học vấn, mình nên để rõ cái học vấn của mình là như thế nào. Đúng không ạ? Học vấn của mình là gì? Học ở đâu? Và mình nên để cái sự chuyên nghiệp của mình là mình nên để bằng tiếng Anh, nó sẽ chuyên nghiệp rất là nhiều, đúng không ạ? Nên để học vấn của mình học tại trường nào, mình nên để nhiều một chút. Dù các anh chị học MBA, học học các cái trường đại học thì các anh chị nên để tên vào đó và nên để tiếng Anh nhá, thì cái sự chuyên nghiệp sẽ cao hơn. Cái nơi làm việc của mình là ở đâu, đúng không ạ? Mình đã từng làm những công việc gì rồi? Ví dụ như là có nhiều các anh chị có cái CV, các anh chị nhớ là cái trang cá nhân của mình, thông tin cá nhân của mình nó chính là cái CV của mình, nó tạo cái niềm tin cho người khác. Nếu mà cái trang cá nhân của mình ấy, cái CV của mình ấy nó càng đẹp ấy thì cái hiệu quả của mình sẽ càng cao. Đúng không ạ? Nên thành ra là cái CV của mình nó càng đẹp càng tốt. Ví dụ có nhiều người làm 3 4 công ty chẳng hạn thì mình nên nên viết ra. Đúng không ạ? Ví dụ các anh chị có nhiều anh chị đã làm 3 4 công ty hoặc là trước đây đã từng làm những doanh nghiệp nước ngoài chẳng hạn, mình nên viết ra. Bởi vì đó là nó thể hiện cái CV của mình rất là đẹp, đúng không ạ? Cái rất quan trọng cái điều đó mình nên làm. Thì nó sẽ tạo ra cái hiệu quả kinh doanh nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Tiếp theo là mình có thể viết vài dòng giới thiệu bản thân, ví dụ như là sở thích của mình là gì. Ví dụ như cá nhân Du thì Du thích cái cuộc sống là cái sự tự do hoặc là mình
mình rất thích giúp đỡ cho một ai đó khởi nghiệp kinh doanh, thì mình có thể là mình viết một vài cái sở thích của mình ra, đúng không ạ? Mình viết cái sở thích của mình ra, và mình viết một vài cái nét giới thiệu bản thân của mình, đúng không ạ? Thì mình nên viết những cái này, nó nên sự chuyên nghiệp, nó sẽ hiệu quả hơn. Và trong cái phần này thì nó có một cái phần ảnh ấy, ảnh đại diện, thì các anh chị cũng nên nên để cái ảnh, gọi là cái ảnh 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 ghi chú ấy, thì lát nữa Du sẽ làm thực tế các anh chị nhìn trên cái trang của Du. Và các anh chị nên chọn cái dòng thời gian là gì ạ? Chỉ mình tôi được đăng bài, nghĩa là các anh chị vào phần cài đặt ấy, các anh chị chọn cái chế độ là chỉ mình tôi được đăng bài thôi, chứ đừng để người khác, người ta tag mình vào. Bởi vì khi người khác, người ta tag mình vào mà mình không dọn dẹp Facebook ấy, thì người tag mình vào thì có rất nhiều cái thông tin rác mình lại phải giải quyết, đúng không ạ? Nên thành ra là cái phần này mình nên chọn là gì ạ? Mình nên chọn cái mình nên chọn, mình để cái chế độ là chỉ có mình thôi, đúng không ạ? Mình nên để cái chế độ là chỉ có mình, thì cái hiệu quả nó, tức là chỉ có mình được duyệt bài hoặc là đăng bài, thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Mình không nên để người khác tag mình vào hoặc là người ta tự viết lên tường của mình, thì tệ, nó thành ra là cái trang của mình nó không không chuyên nghiệp, đúng không ạ? Và đặc biệt là với những cái bài cũ của mình đã viết rồi thì mình nên xóa vậy đi, xóa bớt đi. Ví dụ những cái bài tiêu cực này, hoặc là những cái bài viết không giá trị, hoặc là những cái ảnh cũ của mình ngày xưa, có thể ngày xưa mình bắt đầu mình làm với Facebook ấy, thì nó khác anh chị nha. Nên thành ra là các anh chị có những cái gì đấy mà nó cũ ngày xưa, nó chưa được mình cảm nhận được là gì ạ? Nó chưa được chuyên nghiệp lắm, hoặc chưa được nó mang lại giá trị, thì mình nên xóa bớt đi, xóa các cái bài cũ đi. Và bây giờ Dũ sẽ vào mẫu luôn, các anh chị xem nhìn kỹ nha, đúng không ạ? Có thể nhìn kỹ cái trang cá nhân của Dũ, và Dũ sẽ làm cho các anh chị xem mẫu một vài phần. Rồi, Dũ xóa cái này đi. Dũ đang xuyên link cho các nhóm. Rồi, bây giờ nha, các chị có thể nhìn nha. Đúng không? Trong cái phần của Du này, thứ nhất là cái ảnh bìa của Du này. Công việc này là lãnh đạo là làm gương. Thành ra là, ví dụ như trong cái buổi ngày hôm nay, các anh chị nào mà đang triển khai cái dự án social selling này, thì bản thân mình phải làm chuyên nghiệp từ bản thân mình trước đã. Đúng không? Vì mình không làm thì mình không thể nói khác làm được. Nên thành ra là bản thân mình đầu tiên là mình phải làm cho cái trang của mình nó chuyên nghiệp. Qua đó mình mới giúp cho từng người trên dưới của mình, từng cái người trong downline của mình, họ hiểu được cái cách làm thế nào cho cái trang cá nhân của mình nó chuyên nghiệp nhất, đúng không ạ? Thành ra là trong cái trang cá nhân của mình chuyên nghiệp ấy, thì ví dụ như đầu tiên cái ảnh bìa của mình này, ví dụ như Du để một cái sở thích của mình là freedom này, ảnh cá nhân của mình này, mình nên để một cái gì đấy nó chuyên nghiệp một chút, nó là cái ảnh đại diện của mình, đúng không ạ? Không nên để ảnh đại diện của người khác. Tiếp theo là cái phần công việc này, các anh chị nhìn cái phần thông tin của Du nhé, Du để này, ví dụ Du đã từng học qua các cái lớp nào rồi thì Du nên viết như thế này, các anh chị nên viết như thế này. Và nếu mà các anh chị chúng ta nhìn cái trang giới thiệu của mình càng nhiều ấy, thì cái hiệu quả của mình nó sẽ càng cao. Thì các anh chị cái này các anh chị có thể sửa được nhá. Các anh chị có rất là đơn giản, các anh chị vào cái phần edit này, đúng không? Các anh chị vào phần edit này trên máy tính hoặc trên điện thoại, các anh chị có thể sửa thêm thông tin vào. Cái này của mình lên dài một chút, hoặc là ví dụ như là Phương Thanh nhá, Phương Thanh đã từng làm việc tại Đài Loan hạn, thì Thanh có thể nên viết vào đây là gì, đã từng làm việc tại Taiwan. Bởi vì khi mình viết cái này nó dài thì nó cái sự chuyên nghiệp là gì ạ? Bởi vì các anh chị chúng ta không để ý thôi, nhưng mà có rất nhiều người nhá, họ vào cái Facebook của mình ấy, đúng không ạ? Họ vào Facebook của mình và họ diện họ xem, và khi mà họ xem mình ấy thì họ sẽ quyết định là họ kinh doanh hay không kinh doanh, hoặc họ cái gì mua hàng hay không mua hàng. Thành ra là cái Facebook của mình càng chuẩn này, mình càng chuyên nghiệp ấy, thì cái hiệu quả kinh doanh của mình sẽ càng cao, đúng không ạ? Thành ra là cái trang Facebook của mình nó cần mình nên sửa cái này thật chuyên nghiệp, đúng không ạ? Tiếp theo ấy là các chị nên cài đặt cái chế độ, thì trong này nó ở phần cài đặt này, đó, phần các chị vào phần cài đặt này, các chị có thể chọn cái phần là diện cài đặt setting này, đúng không? Cái này các chị có thể tự tìm, hoặc là trong cái trang Elite Team châu Á châu Úc ấy, thì đã có một cái bài trong cái trang này đã có một cái bài mà Du đã viết lên về cái cách làm thế nào để mình có một cái Facebook mà chuyên nghiệp nhất rồi, đúng không? Du có một cái trang này, cái trang Elite Team châu Á châu Úc này, đúng không? Thì Du đã có một cái phần là để cài đặt cơ bản nhất rồi. Đó, cơ bản nhất, ví dụ như là mình sẽ cần phải sửa những cái gì, hoặc là mình sẽ cài đặt như thế nào để người khác người ta không tag mình vào được, đúng không ạ? Cái này thì đặc biệt là với các anh chị mới chẳng hạn, thì các anh chị chúng ta cần rất là cẩn thận cái việc này. Bởi vì các anh chị chúng ta khi mà chúng ta nên làm kỹ từ đầu, tôi nên làm đúng ngay từ đầu ấy, nên làm chuyên nghiệp ngay từ đầu, thì cái việc nhân bản nó rất là nhàn, đúng không ạ? Khi mình nhân bản mình làm đúng ngay từ đầu thì cái việc mà sau này mình sao chép mình nhân bản, mình sao chép downline mình rất là nhàn, đúng không ạ? Đó, thì đây là một số cái lưu ý trong cái phần trang cá nhân của mình, thông tin. Ví dụ như, và các anh chị chúng ta nên vào những cái ảnh của mình ấy, ví dụ cái nào của mình cũ rồi, có thể là ngày xưa mình chưa chuyên nghiệp chẳng hạn, thì mình phải thay đổi đi. Đó, mình phải thay đổi. Nghĩa là mình phải vào mình xóa bớt những cái ảnh cũ của mình đi. Những cái gì đấy nó là cái cũ của mình rồi, có thể là ảnh mình uống rượu, uống bia, hoặc là ảnh mình nhậu này, hoặc có thể là ảnh mình đi chơi đêm này, thì những cái đó nó không tích cực, thì mình nên vào mình bỏ bớt đi.
mình ẩn đi hoặc mình xóa đi thì cái hiệu quả kinh doanh của mình sẽ cao rất là nhiều. Đó. Rồi, tiếp theo. Rồi quay lại cái bài ngày hôm nay. Rồi, đương nhiên là cái này đi chi tiết thì các anh chị chúng ta sẽ có nhiều cái phần để nói về cái này thêm nữa, đúng không ạ? Các anh chị có thể học hoặc học hỏi thêm. Đó. Và khi mà các anh chị chúng ta viết bài thì các anh chị không nên viết các cái bài liên quan đến tôn giáo, chính trị hoặc là những cái vấn đề mà tranh cãi hoặc là các cái vấn đề liên quan đến tiêu cực thì mình không nên viết, mình nên viết cái gì liên quan tích cực. Ví dụ như là những cái từ thiện này, ví dụ như thể dục thể thao này thì đó là những cái tích cực mình nên viết, hoặc là mình nên viết về những cái thông điệp gì đó này. Cái này thì có rất nhiều chủ đề để các chị viết nhá. Nhưng mà cái nội dung mà mình viết bài hàng ngày ấy, thì mình nên viết tạo phong cách sống trên Facebook của mình ấy. Thì mình nên tạo những cái phong cách sống nó liên quan tích cực, liên quan đến cái gì đấy nó đem lại giá trị cho người khác thì nó sẽ hiệu quả hơn. Tránh cái tình trạng là mình cái tai nạn giao thông này, đánh nhau hoặc là gì đấy mình cứ viết lên Facebook. Thậm chí là các anh chị nào mà đang có những người bạn của mình mà viết về những chủ đề đấy thì các anh chị nên hủy cái bạn, bỏ theo dõi đi, đúng không? Các anh chị bỏ theo dõi đi, bởi vì nó tránh làm ảnh hưởng cho chúng ta. Thành ra là cái này nó rất là quan trọng nha. Nên bởi vì khi chúng ta thoát toát ra những cái thông điệp gì thì chúng ta sẽ thu hút những cái điều đó. Thành ra cái điều này rất quan trọng, đúng không? Thì đó là cái phần đầu tiên trong cái chuẩn chỉnh sửa trang profile, tức là trang trang cá nhân của mình ấy. Cái phần này rất quan trọng các anh chị nha. Phần này là cái phần đầu tiên. Nên thành ra là với các anh chị nào bắt đầu làm chương trình social selling ấy, chúng ta không cần phải làm nhanh làm vội đâu, mà chúng ta làm chuẩn từng tí một, chuẩn từng cái bài một, đúng không ạ? Thì các anh chị sẽ có cái hiệu quả rất cao, đúng không ạ? Nghe chuẩn chuẩn từng cái bài viết một hoặc chuẩn từng cái bước đi một thì các anh chị sẽ đạt được hiệu quả kinh doanh đó. Và đặc biệt đó là với các anh chị nào mà lâu lâu không đăng bài ấy, đúng không ạ? Ví dụ như là ngày thứ năm tuần này là mình bắt đầu mình triển khai cái chiến dịch elite team của mình, là triển khai cái chiến dịch lần thứ năm, đúng không ạ? Thì với các anh chị nào mà lâu lâu không đăng bài ấy, đúng không ạ? Ví dụ như trước đây mà không đăng bài ấy, đúng không ạ? Thì Facebook của mình để mấy năm nay mình không post bài thì mình cần phải làm nóng Facebook của mình lên đã. Trước khi mình post bài mình phải làm nóng Facebook của mình lên. Ví dụ như là mình cần phải post những có thể dành một tuần hoặc là dành 5 7 ngày gì đấy. Mình post những cái chủ đề liên quan đến cuộc sống này, liên quan đến đi chơi này, liên quan đến ảnh ngày cưới cũ này, hoặc là một cái gì đó để mình làm sao mình thu hút được càng nhiều người bạn bè của mình vào Facebook của mình là tốt, là hiệu quả nhất. Vì khi mình làm cái điều đó, đúng không ạ? Khi mình làm cái điều đó thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả thu hút rất là cao đối với người khác. Người tức là bạn bè của mình khi họ để ý Facebook của mình ấy, thì mình chia sẻ cái bài kem đánh răng của mình nó mới đạt hiệu quả được. Thành ra là mình nên chia sẻ một cái điều gì đó lên trước khi mình post bài. Và cái thống kê là mình nên đăng 5 đến 7 10 bài với các chủ đề khác nhau. Và 5 đến 10 bài về chủ đề khác nhau thì mỗi ngày mình nên đăng khoảng 2 đến 3 bài. Chứ mình không nên đăng cùng một lúc một ngày là 5 10 bài, ví dụ như là sáng đăng một bài, tối đăng một bài và mình đăng trong 5 ngày để mình thu hút. Và có nhiều cái chủ đề để mình đăng nhá, đúng không ạ? Để thu hút Facebook đã. Và để mình tăng cái lượng friend của mình lên, tăng cái lượng bạn của mình lên. Đúng không ạ? Thì mình không nên nóng vội cái việc là mình đăng vội, đăng khi chiến dịch này vội. Đúng không ạ? Ví dụ các anh chị nào mà chưa 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 có cái sự Facebook của mình nó chưa chuẩn thì cũng nên chuẩn bị các cái bước này ngay từ đầu cho nó hiệu quả đã, cho nó chuẩn đã, thì cái hiệu quả kinh doanh của các anh chị sẽ rất là cao, đúng không? Thành ra là các anh chị chúng ta cũng nên tăng friend lên trong những ngày này, nên tăng cái lượng bạn bè của mình lên. Thì trong cái group kín ở châu Á, châu Úc, Elite Team Social Selling ấy, thì Du cũng đã có những cái video nói về cách tăng friend rồi. Các chị có thể tăng friend bằng cách là tăng những cái người bạn của mình này, tăng những người hàng xóm của mình này, tăng những người trong mối quan hệ của mình trước khi tăng những người lạ ấy, các chị nha. Chính những người trong mối quan hệ của mình, ví dụ như anh em họ hàng mình chưa kết bạn này thì bây giờ mình nên kết bạn đi, hoặc là gia đình của mình này, hoặc là bạn bè cấp 1, cấp 2, cấp 3 đại học này, thì có nhiều người bạn mình chưa kết bạn mà, thì mình nên tập trung mình tăng friend bằng những người đó trước, hoặc là những người mình biết thì mình nên tăng friend bằng những người đó trước thì mình sẽ đạt được hiệu quả hơn, đúng không? Và khi mình cái lượng friend của mình nó đủ rồi ấy, thì mình đăng bài nó sẽ đạt được hiệu quả rất là cao. Rồi, và bây giờ mình sẽ đặt đến cái phần là đặt mục tiêu để post bài. Doanh số của bạn phụ thuộc vào cái việc là bạn có hay đăng bài cái Facebook của mình nó thu hút hay không, và cái lượng tương tác của mình nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Mình sẽ cần phải có cái lượng tương tác và có được cái Facebook của mình nó cần phải sự thu hút, bởi vì khi mà mình thu hút đủ ấy và cái tương tác của mình đủ ấy thì cái hiệu quả kinh doanh của mình nó sẽ cao. Nên thành ra cái lượng tương tác rất quan trọng và cái thu hút Facebook rất quan trọng. Ví dụ như với các chị nào mà đang có khoảng 200 người theo dõi thì khả năng các chị sẽ đặt được khoảng tầm 10 đơn hàng. Với các chị đạt được 500 người theo dõi thì các chị sẽ đạt khoảng tầm 25 đơn hàng. Và với các chị nào đạt 1.000 người theo dõi, các chị sẽ đạt được khoảng tầm 50 đơn hàng. Đúng không ạ? Cái này là tỷ lệ các chị nhá. Và post là sẽ có kết quả. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta cách cái đăng bài như thế nào nhá. Cái cách đăng bài như thế nào. Thì đội nhóm của chúng ta là đội nhóm Nu Việt,
đúng không ạ, chúng ta hoặc elite team của chúng ta, và nhóm elite team của chúng ta và nhóm Nu Việt, chúng ta sẽ có ba cái bài đăng, đúng không ạ, ba cái bài đăng. Các chị nhớ cái này, cái phần này các chị nên ghi lại sổ này. Cái bài số 1 đúng không ạ, bài số 1 là các chị sẽ đăng về cái trải nghiệm khi mình dùng sản phẩm, cảm nhận sản phẩm. Thế thành ra là trước khi đăng ấy thì cái người đăng ấy họ cần phải dùng sản phẩm đã. Ví dụ như các chị nào mà đang có cái người nào đang muốn chia sẻ cho ai đó cái dự án này, thì cái việc đầu tiên ấy là mình nên nói với họ để họ dùng sản phẩm, để họ trải nghiệm đã, đúng không ạ? Bởi vì nếu không dùng sản phẩm thì làm sao mà có cái trải nghiệm của bản thân mình được, đúng không ạ? Nên thành ra là đầu tiên ấy là mình phải dùng thử một cái sản phẩm, một cái tích hình dạng được, nhưng mà phải dùng trải nghiệm trước đã. Ví dụ như Thanh ạ, Thanh muốn chia sẻ cho 5 bạn, tuần này Thanh muốn giúp cho 5 bạn. Các chị nhớ nhá, nếu các chị làm đúng ấy thì các chị sẽ mới giúp đỡ người khác, và các chị làm sai chúng ta không giúp đỡ người khác đâu. Nghĩa gì ạ? Nghĩa khi chúng ta làm ấy, chúng ta phải làm người nào chúng ta phải giúp đỡ thật chi tiết, thật cẩn thận với người đó, thì các đại chị sẽ đạt được hiệu quả kinh doanh rất là cao. Và cái sự giúp đỡ cẩn thận đây là gì ạ? Tức là mình phải làm từng bước, từng cái quy trình chuẩn. Nên thành ra là ví dụ như người nào đó mà chưa dùng game răng ấy thì cũng từ từ hướng đăng, nên dùng trải nghiệm rồi hướng đăng thì các chị sẽ có cái hiệu quả hơn. Hoặc là nên dọn dẹp Facebook này, hoặc là nên tăng friend đủ thì các chị đăng. Bởi vì khi chúng ta làm đúng với người ta ngay từ đầu ấy, thì sau này người ta cũng sẽ làm đúng với người khác, đúng không ạ? Để tránh cái tình trạng là làm sai. Thành ra là cái việc đầu tiên là các chị chúng ta làm ấy, đó là gì ạ? Chúng ta cần phải làm chuyên nghiệp. Và cái bài số 1 ấy, chúng ta sẽ đăng là vào 19 giờ tối ngày thứ năm. Ví dụ như cá nhân Du hả, thì Du duyệt bài cho các tất cả các anh chị ấy, thì Du sẽ duyệt bài vào 19 giờ thứ tư. 19 giờ tối thứ tư là Du duyệt bài rồi. Và 19 giờ tối thứ năm là sẽ đăng cái bài số 1. Bài số 1 là mình sẽ gì ạ? Đăng cái trải nghiệm, đây là bài số 1 đây. Bài đăng về cái kem đánh răng trên trang cá nhân, tức là cái trải nghiệm của mình về cái kem đánh răng đó. Ví dụ như là Du chia sẻ câu chuyện của Du là trước đây thì Du bị chảy máu nhân răng. Sau khi Du dùng cái sản phẩm này thì Du thấy Du được người bạn chia sẻ về cái kem đánh răng trắng sáng của Mỹ, đúng không ạ? Cao cấp của Mỹ, và sau khi Du sử dụng thì Du thấy là cái răng của mình nó hết chảy máu nhân răng chẳng hạn. Đúng không ạ? Và đây là cái công dụng của sản phẩm này, thì mình có thể là mình nốt ra một vài cái nội dung, và cái đấy thì trong cái trang Elite Team châu Á châu Úc của mình đã có sẵn các cái mẫu rồi. Các chị có thể viết vào là kem đánh răng này là kem đánh răng này là hỗ trợ vấn đề về chảy máu nhân răng này, rồi là sạch cao răng thơm miệng này, một vài cái đầu dòng ra. Bởi vì cái đó nó sẽ tạo ra cái nhu cầu, nó sẽ tạo cái sự mong muốn và cái sự mà cái cần của người khác rất là nhiều. Rất nhiều người họ đang cần cái vấn đề đó các anh chị ạ. Đúng không? Thì đó là cái bài số 1 mình nên chia sẻ cái cảm nhận. Cái bài số 2 là bài đăng chốt đơn hàng. Thì cái bài số 2 sẽ đăng vào 19 giờ tối chủ nhật. Đúng không ạ? Và 19 tối thứ bảy sẽ là giao duyệt bài. Thì 19 giờ tối chủ nhật thì các anh chị chúng ta sẽ đăng là gì ạ? Đăng về cái chốt đơn hàng, là kêu gọi ví dụ như là sáng ngày trưa ngày mai là thứ hai mình gom đơn hàng để mình đặt hàng cho tất cả mọi người. Thì ai đã dùng sản phẩm thì ai muốn dùng cái sản phẩm này thì inbox với Du nhé. Các chị nào đã dùng sản phẩm xin vài review chẳng hạn, đúng không? Thì mình cần phải gom cái đơn hàng lại, để có những người thì họ đang quan tâm đến, họ đang định đặt hoặc lưỡng lự thì họ sẽ quyết định họ đặt. Và cái bài số 3 rơi vào ngày thứ 3 vào lúc 19 giờ sẽ là cái bài mà mình tuyển cộng tác viên kinh doanh. Đúng không ạ? Nghĩa là mình tuyển những cái người mà cộng tác viên kinh doanh cùng với mình. Thì diễn ra vào bước số 3 là cộng tác viên. Là gì ạ? Ví dụ như là wow, chỉ sau một bài đăng kem đánh răng mình đã có thêm được một khoản thu nhập, có thể đi du lịch có thể là đi du lịch ở đâu đó hạn này. Bởi vì Du tin là nếu các chị làm chuẩn ấy thì các chị sẽ giúp đỡ người khác, chỉ cần một bài đăng thôi. Các chị sẽ giúp đỡ người khác là họ có thêm thu nhập được. Đúng không ạ? Có thể giúp đỡ ngay người khác có thêm thu nhập. Thành ra là cái bài số 3 là cái bài tuyển cộng tác viên rất là quan trọng. Đúng không ạ? Thì mình có thể là wow, có thêm thu nhập, hoặc là tuần này mình sẽ dẫn cho tuyển dụng thêm 5 bạn để cùng làm chiến dịch này với mình chẳng hạn, gì đó chẳng hạn. Thì nó có nhiều cách để mình tuyển cộng tác viên, đúng không ạ? Hoặc là có nhiều cách để mình viết bài nhá. Nên thành ra là cái này nó cần cái sự nó linh hoạt một chút, các chị sẽ tạo được cái thu hút hơn với cái Facebook của mình. Và các cái cách đăng này thì các chị đăng theo cái phong cách cá nhân của mình, và tuyệt đối không đăng theo góc độ là gì ạ? Là bán hàng. Vì cái này là Du gặp rất nhiều trường hợp là khi bắt đầu triển khai chiến dịch này là đăng theo góc độ bán hàng. Nghĩa là giống như là tôi có cái sản phẩm này, tôi đang bán hàng, mà mình sẽ đăng theo góc độ là mình chia sẻ cái trải nghiệm của mình về cái sản phẩm này. Bởi vì các chị chúng ta chú ý nha, nếu các chị làm hệ thống ấy, các chị muốn xác định xây dựng cái kinh doanh lâu dài thì có nhiều người họ không thích bán hàng, nhưng họ thích nếu mà để chia sẻ với ai đó thì họ sẽ làm được. Thành ra là cái này là cái mà các chị chúng ta cũng lưu ý, đúng không ạ? Đây, cái bài đăng từ đầu tiên này là mình sẽ đăng những cái gì. Thứ nhất là đăng hình ảnh trước và sau khi dùng sản phẩm này trong thư viện. Các chị chú ý nhá, trong cái trang Elite Team ấy, các anh chị chỉ được lấy cái ảnh chuẩn trong trang Elite Team thôi. Lát nữa Du sẽ vào cho các anh chị xem thử luôn, làm mẫu các anh chị luôn, các anh chị xem kỹ cái phần này. Đó, đăng hình ảnh trước và sau ảnh trong thư viện về hàm răng.
Vâng, tiếp theo là chia sẻ cái suy nghĩ của mình vào cái trải nghiệm này. Thêm một thông tin cơ bản về sản phẩm này. Đúng không ạ? Ảnh thì gồm có 3 ảnh, thì lát Du có thể cho các anh chị xem 3 cái ảnh. Cái bài số 1 khi mình đăng ấy thì mình sẽ đăng 3 cái ảnh. Ảnh thứ nhất là ảnh về hàm răng, ảnh thứ hai là ảnh kem đánh răng, và ảnh thứ ba là ảnh của bản thân mình. Và mình nên chọn cái ảnh mình đang cười. Đó, nên chọn cái ảnh mình đang cười thì cái hiệu quả của mình nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Đó. Và lát nữa có thể cách Du sẽ cho anh chị xem các cái mẫu viết bài. Đây, đây là một vài cái thân bài của cái bài số 1. Đúng không ạ? Thân bài của số 1 ở trong trang kia đã có hết rồi. Và cái điều nên và không nên là gì ạ? Nên là chia sẻ cái câu chuyện của bạn này. Đó, cái câu chuyện của mình chia sẻ cái câu chuyện của mình nhé, trải nghiệm sản phẩm này, hoặc là cái câu chuyện mình đã của bố mình, của mẹ mình, của con mình này, tức là mình nên chia sẻ những cái điều này và kèm kèm theo cái các cái nội dung thân bài. Thì lát thân bài là ví dụ như là cái kem đánh răng là điện trắng sáng là gì đấy, ABC gì đấy, một vài cái thân bài đấy, thạch đầu dòng của về cái giới thiệu về kem đánh răng đó đấy, đúng không? Đăng bài mang tính cá nhân của bạn, nghĩa là gì ạ? Mình không nên copy bài khác. Các chị nào, các chị khi mà các chị nó làm mà các chị copy bài người khác ấy, thì cái hiệu quả nó không cao. Bởi vì các chị copy bài người khác thì nó cái người bạn của mình trên Facebook người ta nghe cái bài này nó không phải là bài của mình. Ví dụ như là mỗi người có một cái văn văn nói khác nhau hoặc là một cái phong cách khác nhau. Thì khi mà mình post lên ấy, thì mình nên post theo cái cách cá nhân của mình, đúng không ạ? Chứ không được, không nên copy bài người khác. Đúng không ạ? Hoặc là nói về thứ ba là nói về tác dụng của sản phẩm. Luôn luôn đăng hình ảnh cùng với bài post của bạn. Đúng không ạ? Tức là mình cần có hình ảnh của bản thân mình này. Ảnh hàm răng và ảnh kem đánh răng là bài số 1. Đúng không ạ? Và tạo ra cái nội dung vui vẻ, gần gũi, nhẹ nhàng thôi. Tức là mình chia sẻ, mình nhẹ nhàng, mình vui vẻ thì nó sẽ hiệu quả rất là cao. Và không nên là gì ạ? Không nên là thối thúc, giống như là mình đang bán hàng. Giống như Du thấy rất nhiều người post lên là gì ạ? Tại sao phải đánh răng, răng của bạn là rất là quan trọng, sau đó thì đưa một loạt công dụng sản phẩm lên. Thì tự nhiên là thành ra mình là người bán hàng. Hoặc là mình mới kinh doanh cái sản phẩm kem đánh răng này, mọi người ủng hộ mình nhé. Cái đấy cũng không nên, đúng không ạ? Không nên làm cái điều đó, không nên hứa hẹn quá nhiều. Tức là có nhiều người thì cũng nói quá sản phẩm quá thì cũng không nên. Ví dụ như có nhiều người thì nói quá là gì, sản phẩm này đánh một lần là trắng răng ngay hoặc là gì đấy, thì mình không nên, mình chỉ cần nói đúng thôi. Với kem đánh răng của mình chỉ cần nói đúng là sẽ đạt được hiệu quả rồi, thành ra là mình không nên nói quá. Và mình đừng làm mất đi sự tò mò của người khác bằng việc nói ngay ra tên sản phẩm hay giá cả. Trong cái trang edit team của mình ấy, thì thậm chí là các anh chị trong core team ấy đã còn từng viết lên là để cấm các việc này cơ. Nhưng mà cái mục đích của cái việc không cấm như thế là để tốt cho các anh chị thôi. Nhưng các anh chị chúng ta không được viết tên sản phẩm ra, hoặc là tên logo của công ty, hoặc là tên giá trong cái bài post của mình. Nghĩa là gì ạ? Trong cái bài post của mình ấy thì mình không được viết các cái vấn đề liên quan đến giá. Đúng không? Không được viết các vấn đề liên quan đến giá, hoặc là không được viết các vấn đề liên quan đến logo của sản phẩm hoặc tên của sản phẩm. Đúng không ạ? Thì nó sẽ mất cái sự tò mò. Đó. Và đây là cái thời gian mình đăng bài này. Bài số 1 là đăng vào 19 giờ thứ năm cảm nhận sản phẩm. Bài số 2 là 19 giờ chủ nhật gom đơn hàng, bài thứ ba là 19 giờ thứ ba thì cộng tác viên. Đúng không ạ? Và sau đó đúng không ạ? Thì chúng ta khi mà các chị chúng ta viết bài, các chị đưa cho cái người hot của mình duyệt. Ví dụ như Du hạn thì Du có luôn luôn có những cái group, ví dụ hiện tại Du đang chạy những group số 5 rồi. Đúng không ạ? Thì Du đào tạo cho các anh chị trong cái group đó, thì các anh chị chúng ta viết bài của Du duyệt trước. Đúng không? Sau khi mà các anh chị duyệt một thời gian mà Du cảm thấy cứng rồi thì các anh chị có thể tự làm. Đúng không ạ? Và trong cái bài đầu tiên mà các chị chúng ta post lên ấy, thì nhóm chúng ta tuyệt vời là, bởi vì khi các chị chúng ta chỉ cần post bài lên ấy, thì nhóm chúng ta sẽ có một cái lượng lượng bạn bè để cùng tương tác dùm chúng ta luôn, đúng không ạ? Tương tác dùm chúng ta và chúng ta các chị cũng cùng nhau tương tác. Thì cái việc tương tác dùm ở đây ấy, nó là cái việc như sau, các chị hiểu nhớ nhá, nhớ kỹ là việc như sau. Tương tác dùm nghĩa là cái việc mà các chị chúng ta nó giống như là ngày hôm nay Du ăn ở một cái nhà hàng, tôi chia sẻ trên Facebook, và những cái người mà tương tác dùm ấy thì họ cũng đi ăn ở cái nhà hàng đó rồi, thì họ sẽ thấy mình post lên thì họ sẽ vào họ tương tác dùm mình, đúng không ạ? Chứ không phải là gì ạ, một cái hình thức là làm marketing ảo. Có nhiều người nói là gì ạ, làm ảo, nhưng mà cái này không phải là ảo nhá. Cái chiến lược kem đánh răng của chúng ta đang triển khai là chiến lược thật. Ví dụ như là Phương Thanh post lên chẳng hạn này, thì có Vương đã dùng sản phẩm kem đánh răng rồi thì Vương sẽ vào dùng, Vương chia sẻ cái cảm nhận của Vương khi dùng kem đánh răng đó giúp bạn bè của mình, đúng không ạ? Và các chị chúng ta tương tác cùng nhau trong cái khung giờ đó, và các chị tương tác cùng nhau khung giờ đó nghĩa là các chị tương tác để giúp nhau khung giờ đó, chứ không phải là các anh chị chúng ta gì ạ, chúng ta làm chúng ta tương tác giúp nhau trong giờ đó, chứ không phải là các anh chị chúng ta gì ạ, chúng ta tạo marketing ảo. À, điều đó rất quan trọng. Ví dụ như cái tình trạng mà comment như là đặt cho mình 3 tip hoặc 5 tip đó là sai, nhưng mà nếu mà comment là diện Du cũng dùng sản phẩm này rồi, Du cảm thấy rất tốt, thơm miệng, sạch cao răng thì đó là đúng,
đúng không ạ, anh chị chúng ta comment, chúng ta phải comment đúng. Và tiếp theo là không đăng về sản phẩm hơn 3 lần một tuần. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là không đăng trong 3 lần một tuần, nghĩa là các anh chị chúng ta không nên đăng nhiều về sản phẩm quá. Ví dụ Du thấy được là có rất là nhiều người ham nghĩ là mình đăng nhiều là hiệu quả. Nhưng không phải đâu. Thỉnh thoảng các anh chị đăng không nên đăng nhiều quá. Ví dụ đăng từ sáng đến tối là đăng một ngày đăng 3 bài giới thiệu về kem đánh răng. Hoặc giới thiệu kem đánh răng xong lại giới thiệu tiếp về sản phẩm khác. Tức là các anh chị giới thiệu nhiều sản phẩm quá không hiệu quả. Marketing thu hút là gì ạ? Các anh chị chúng ta phải thu hút người ta đến Facebook của mình đã. Sau đó các anh chị mới đăng về cái kem đánh răng, về sản phẩm thì các chị sẽ đạt hiệu quả cao hơn rất là nhiều. Thành ra là không nên đăng nhiều sản phẩm quá trong một tuần, hoặc là trong một ngày các chị đăng nhiều bài quá cũng không nên. Đó. Và các chị chúng ta sẽ có một vài cái phần mềm để mà tạo một vài cái app để tạo là cái sự ghép hình ảnh cho nó đẹp hơn. Đúng không? Chúng ta sẽ có một vài cái app để ghép hình ảnh thì khi đó nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Photoshop này thì Du có thể tải một vài cái ứng dụng lên trên cái trang Elitim của chúng ta. Các chị sẽ tạo cái hình để chúng ta tạo cái phong cách sống nó sẽ đẹp rất là nhiều. Đúng không ạ? Và có những cái hàm răng, có những cái ảnh của hàm răng đạt tiêu chuẩn thì trong cái nhóm Elitim chúng ta sẽ có. Và khi các chị chúng ta post cái bài số 1 lên ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta post bài số 1 lên nhá. Thì bây giờ Du sẽ làm Du sẽ hướng dẫn kỹ hơn các chị chúng ta một chút này. Đây. Trong cái trang Elite Team chó chốt đây, trong trang này thì các anh chị trong core team của Elite Team ta đã chuẩn bị tương đối kỹ là giúp cho các anh chị chúng ta rồi. Thì đây là một vài cái nguyên tắc để các anh chị chúng ta khi các anh chị chúng ta làm ấy thì chúng ta sẽ tránh được cái rủi ro và tránh được những thất bại, đúng không ạ? Tránh được những cái kết quả không tốt. Đúng không ạ? Và ví dụ khi các anh chị chúng ta viết bài xong ấy, đúng không ạ? Thì cứ đến ví dụ như là đến 7 giờ 8 giờ tối ngày thứ 3 chẳng hạn này. Đúng không ạ? Ngày thứ 3 là chúng ta có bài tuyển cộng tác viên. Thì các anh chị chúng ta viết bài xong ấy, thì anh chị sẽ nhắn lên trên này để cho các anh chị trong nhắn vào phần comment này, đúng không ạ? Để cho các anh chị trong trong cái group này sẽ tương tác và đào tạo để giúp đỡ nhau. Đúng không ạ? Các anh chị trong cái group này sẽ đào tạo và sẽ tương tác cùng nhau. Chúng ta sẽ khung giờ để chúng ta cùng làm việc đó. Và đây là các cái ảnh đạt tiêu chuẩn này, ảnh hàm răng, ảnh kem đánh răng đạt tiêu chuẩn này. Đúng không ạ? Ảnh kem đánh răng, hàm răng đạt tiêu chuẩn. Nghĩa là bởi vì tránh cái tình trạng là các anh chị chúng ta là đăng các cái ảnh nó bị Photoshop này. Và các anh chị có thể là đăng những cái ảnh mà ảnh không đúng sự thật, thì chúng ta làm cái gì chúng ta làm đúng làm chuẩn thì các anh chị sẽ đi rất là bền, đúng không ạ? Mà chúng ta không phải sửa lại với downline chúng ta sau này. Đó, hoặc đây là cái cách viết bài này, các anh chị Du đã viết rất là kỹ đây này. Bài số 1 này là chia sẻ câu chuyện của mình này, công dụng này. Trong đó công dụng gồm có 3 ảnh đi kèm, đúng không ạ? Ảnh thứ nhất là ảnh cá nhân này, ảnh hàm răng, ảnh kem đánh răng. Bài số 2 là chốt thời gian đóng order đặt hàng này, ảnh cá nhân này, ảnh hàm răng, ảnh kem đánh răng, đúng không ạ? Và các chị nên chỉ nên đăng 3 đến 4 ảnh thôi nhá, không nên đăng nhiều ảnh quá, đăng 3 đến 4 ảnh thôi, đúng không ạ? Ảnh thứ 3 là tuyển cộng tác viên này, là gì ạ? Là ảnh bản thân này, ảnh tuyển cộng tác viên này, ảnh làm việc chuẩn bị đơn hàng này. Thì cái phần đấy rất quan trọng, nhưng mà Du thấy là có rất nhiều các anh chị chúng ta là gì ạ? Làm nhưng mà chúng ta lại rất nhiều anh chị chúng ta làm nhưng mà cái việc mà các chị chúng ta làm nhưng mà cái việc mà Du đã viết đây rất là kỹ nhưng mà các chị chúng ta không đọc, các chị cứ làm cách cứ viết sai, thành ra là các chị trong core team rất phải nhắc nhở rất là nhiều. Nhưng các chị chúng ta nhớ gì, các chị chúng ta làm, các chị nên làm đúng, và các chị chúng ta là điểm khởi đầu cho hệ thống nhân bản. Thành ra cái khi mà các chị chúng ta làm đúng làm chuẩn đấy, đúng không ạ, thì cái hiệu quả của mình sẽ nó sẽ cao hơn, và sau này mình sẽ đào tạo nhân bản, đào tạo cho người downline của mình xuống dưới rất là nhàn. Và đây là những cái ảnh mà hợp lệ, đúng không ạ? Đây là những ảnh hợp lệ nhá, một số bài mẫu này, đúng không ạ? Và ở dưới này là một số cái thông tin về về cái cách đây, cách tạo cái trang cá nhân của mình này, đúng không ạ? Rồi đây là một số thân bài này, thân bài về cách về các cái mẫu viết bài, đúng không ạ? Các cái mẫu viết bài ở dưới này, tức là một số cái thân bài để các chị chúng ta viết bài trong cái trang này. Đó, các cái hình ảnh của bài tuyển dụng số 3 này. Bài số 3 là bài tuyển cộng tác viên, đúng không ạ? Thì đây là một vài cái ảnh của bài tuyển dụng số 3. Đó, thì đó là cái bài số 1 nhá. Ok, Du sẽ nói nhanh một chút thôi. Bây giờ Du sẽ đến cái bài tiếp theo, phần tiếp theo. Rồi, tiếp theo khi mà các chị chúng ta nhận được những comment nhá, thì chúng ta sẽ làm gì? Ví dụ như khi các chị chúng ta post bài, nếu các chị chúng ta làm chuẩn, làm kỹ, thì chỉ cần khi các chị chúng ta post bài lên ấy, thì các chị chúng ta sẽ thường sẽ có đơn hàng ngay. Sẽ có vài người người ta hỏi mình về sản phẩm này dùng như thế nào, hoặc là kem đánh răng này dùng như thế nào, hoặc là sản phẩm này đánh dùng có tốt không, có hiệu quả không, đúng không ạ? Thì các chị chúng ta sẽ có những cái cách để các chị chúng ta phải cần phải trả lời các cái comment, đúng không ạ?
Thứ nhất là đây là bốn cái bí quyết này. Thứ nhất là mình hỏi vấn đề mà khách hàng cần. Ví dụ khi mà người nào đó hỏi mình ấy thì mình nên tất cả là mình cần phải đưa về inbox anh chị nha. Khi khách hàng cần ấy là tất cả mình đều phải đưa về inbox, inbox riêng. Chứ mình không được trả lời ngay trong cái phần comment. Bởi vì khi chúng ta trả lời ngay trong phần comment ấy thì chúng ta sẽ tức là không có cái sự tò mò nữa. Anh chị chúng ta phải đưa hết về phần inbox cá nhân. Đúng không ạ? Inbox riêng. Thì đầu tiên ấy là mình phải hỏi về vấn đề khách hàng cần. Đúng không ạ? Ví dụ như là khách hàng cái vấn đề mà ví dụ như là anh có chị, em có chị Duyên ạ. Chị Duyên hỏi Du là Du ơi sản phẩm này dùng sạch cao răng chứ? Đúng không ạ? Hoặc là bao nhiêu tiền một tip? Chị Duyên hỏi Du thường cái câu hỏi là gì, bao nhiêu tiền một tip? Đúng không ạ? Thì Du sẽ nhắn lên là gì ạ? Inbox nhé. Thì khi mà Du inbox Du sẽ hỏi là gì ạ? Hi chị Duyên, em thấy chị Duyên đang quan tâm đến cái sản phẩm kem đánh răng ấy. Thì chị đang cần vấn đề gì về chị đang bị vấn đề gì về răng miệng hoặc chị đang cần vấn đề gì? Thì lúc đó chị Duyên sẽ trả lời lại ví dụ là chị đang bị vấn đề về chảy máu trong răng hoặc cao răng ABC gì đó chẳng hạn, đúng không ạ? Thì bước thứ hai là Du sẽ hỏi chị Duyên là hello chị Duyên, chị đã có phương pháp nào để giải quyết vấn đề đấy chưa? Thì thường là người ta chưa cần, người ta chưa có, người ta mới nói với mình, đúng không ạ? Để mình xoáy sâu vấn đề đó. Thì chị Duyên nói là chị chưa hoặc là đã dùng một số phương pháp rồi nhưng mà chưa đỡ được. Thì lúc đó mình sẽ đến cái bước gì ạ? Bước thứ ba là gì ạ? Cái vấn đề của chị rất là cái vấn đề để làm trắng răng chẳng hạn hoặc là vấn đề sạch cao răng chẳng hạn. Thì cái chi phí còn rất cao. Tức là mình phải xoáy sâu vào cái điều đó để họ thấy được là gì ạ? Là cái sản phẩm của mình nó hỗ trợ được cái giá trị của sản phẩm của mình. Đó, ví dụ như là có nhiều người nói thì phải chảy máu chân răng chẳng hạn. Thì Du sẽ vào Du nhắn là gì ạ? Du sẽ nhắn là ôi cái vấn đề chảy máu chân răng này rất là nguy hiểm. Đúng không ạ? Mà điều trị cái này cũng rất là khó đấy. Đúng không ạ? Và có nhiều người bỏ ra cả tiền triệu xử lý không được. Đúng không ạ? Rất nhiều tiền không thể nào xử lý được. Đúng không ạ? Thì người ta sẽ nói là đúng rồi đấy, chị cũng bị vấn đề như vậy. Thì sau đó mình sẽ nói rằng sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ được cho chị bởi vì nó đã hỗ trợ rất là nhiều người rồi. Đúng không ạ? Thì lúc đó là mình sẽ gì ạ? Người ta sẽ tin vào cái sản phẩm của mình. Cái bước thứ tư ấy là gì ạ? Là mình sẽ nói là gì ạ? Thế nhà chị có mấy phòng tắm? Chị có lấy dù mai sản phẩm này không? Thì tiện em lấy cả cho. Chị lấy 2 hay 3 tip. Thì đó là cái cách để mình trả lời một cái inbox. Và các chị chúng ta cũng nhớ là cái giá của sản phẩm kem đánh răng của mình nha. Anh chị chúng ta mua vào là 240.000 khi các chị là nhà phân phối. Và các chị sẽ bán ra ngoài với giá là 343.000. Đúng không ạ? Các chị sẽ bán là 343.000 ra bên ngoài. Thành ra là cái việc các chị chúng ta phải bán 343.000 chưa kể ship nha. Đúng không ạ? Nên các chị chúng ta sẽ cộng thêm tiền ship vào nữa. Và các chị chúng ta nguyên tắc của nhóm mình ấy là bán ấy là phải bán giá lẻ. Không được bán giá thấp hơn giá lẻ. Còn những anh chị nào mà bán sai là sẽ bị khai trừ ra khỏi nhóm, đúng không ạ? Sẽ bị loại khỏi chiến dịch này. Chúng ta sẽ làm đúng. Và Nuskin Việt Nam chúng ta cũng đã có một cái bài nói lên trong nhóm chúng ta là gì ạ? Không được bán với giá thấp hơn giá bán lẻ của công ty, đúng không ạ? Đây là một số cái cách trả lời inbox này. Và phần thanh toán ấy, thanh toán thì Du cũng hướng dẫn luôn. Thanh toán trong cái bài post đầu tiên ấy thì chúng ta sẽ có những cái thanh toán tại khu vực nội thành. Nội thành ví dụ như là khu vực Hà Nội, các chị chúng ta có một vài cái phần mềm ví dụ như Adship này hoặc là Ahamu này. Các chị có thể tải cái phần mềm này trong trong Apple Store hoặc là CS Play. Các chị có thể tải cái phần mềm này Adship hoặc là Ahamu về cái khu vực trong cái khu nội thành Hà Nội và Sài Gòn. Các chị có thể ship cái này và các chị sẽ thu được tiền trước. Khi các chị ship hàng, các chị có thể chọn cái chế độ là COD. COD nghĩa là cái chế độ mà mình ship COD, nghĩa là mình giao hàng và khách hàng nhận được hàng thì họ trả tiền cho cái người COD, cho cái người đưa hàng luôn, và người đưa hàng trả tiền lại cho mình. Hoặc là các chị có thể nên để khách hàng họ chuyển tiền cho mình trước, sau đó mình mới chuyển hàng khách hàng thì nó sẽ hay hơn, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đỡ bị động vốn. Đây là một số cái phần mềm Adship Ahamu này, hoặc là một số cái phần mềm như là giao hàng tiết kiệm.com. Các chị có thể vào cái tải cái các chị có thể vào cái trang tải một vài cái phần mềm này về, hoặc là vào Google gõ giao hàng tiết kiệm.com, đăng ký một cái tài khoản và đăng ký tài khoản ngân hàng. Cái này rất hay. Hoặc giao hàng nhanh, hoặc là bưu điện Viettel, hoặc một số cái đơn vị vận chuyển đấy. Thì các chị chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta ship hàng cho khách hàng họ sẽ trả lại tiền cho mình. Cái bên vận chuyển họ sẽ trả lại tiền cho mình. Rất hay đúng không ạ? Đó, thì đây là cái bài post đầu tiên nhá. Bây giờ đến bài post thứ hai này. Cái bài này Du sẽ làm kỹ và Du sẽ thâu lại với các chị chúng ta có thể là gì ạ? Sau này cho cái đội nhóm của mình, gửi cho đội nhóm của mình để mọi người được học, đúng không ạ? Được học. Rồi, bây giờ đến bài post thứ hai. Bài post thứ hai thì nó cũng tương tự như bài post đầu tiên thôi, đó là bài gom đơn hàng. Đúng không ạ? Bài post thứ hai đó là bài gom đơn hàng. Không hiểu sao lại không
Ok, tôi tắt một vài cái có vẻ hơi bị chậm, mạng hơi bị chậm hay gì đấy. Cái bài post số 2 là bài gom đơn hàng. Rồi. Ok. Bài gom đơn hàng này nhá thì nó sẽ có một vài cái cách trong cái trang Elite Team cũng đã có rồi. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là sau khi mà chúng ta post cái bài kia thì bài đến đến 19 giờ chủ nhật chúng ta sẽ post bài thứ hai là bài gom đơn hàng. Đúng không ạ? Bài gom đơn hàng thì mình sẽ viết theo cái cách là gì ạ? Đó là nhận đơn hàng cuối, ví dụ như là cơ hội cuối để đặt hàng hoặc nhận nhận đơn hàng cuối hạn này. Mình sẽ tổng hợp đơn hàng vào 5 giờ chiều nay hoặc là 5 giờ tối mai hoặc là các chị đăng vào 19 giờ chủ nhật đúng không ạ? Thì các chị chúng ta sẽ post lên là 12 giờ trưa thứ hai chẳng hạn đúng không ạ? Và mình sẽ gom đơn hàng vào ngày mai chẳng hạn này. Đúng không ạ? Thì các chị nào mà đang sản phẩm có dụng sản phẩm này là này, một vài cái nội dung ra. Đúng không ạ? Và các chị nào mà đang quan tâm đến sản phẩm này thì inbox cho mình để mình đặt hàng cùng với nhé này. Đúng không ạ? Đã gom đủ, hiện đã gom đủ gần một thùng rồi. Còn khoảng tầm 5 7 tiếp nữa là đủ một thùng. Các chị nào mà đặt thì inbox cho mình nhé. Cơ hội cuối để đặt hàng. Thì trong cái bài số 2 này các chị chúng ta cũng có ba cái ảnh. Ảnh của bản thân này, ảnh của kem đánh răng và ảnh của hàm răng hoặc và ảnh có thể là đây, đây là cái ảnh các chị được lựa chọn này. Trong cái trang Editing team số trước này. Trong cái trang này đã có sẵn cái mẫu đúng không ạ? Bài số 2 các chị được viết ba cái ảnh như nào cho hiệu quả. Đây bài bài số 2 đây. Bài số 2 các chị chúng ta sẽ viết là gì ạ? Thứ nhất là ảnh chốt chốt order đơn hẹn đặt hàng này. Gồm có ảnh cá nhân này, ảnh hàm răng này, ảnh kem đánh răng này, cách sử dụng sản phẩm này, feedback này và ảnh tuyển cộng tác viên ảnh lúc này thì không 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 được đưa cái ảnh nào mà nhiều hàng lên nhá. Cái bài số số 2 này không được đưa cái ảnh nào mà nhiều hàng lên. Ví dụ các cái ảnh nào mà không có nhiều sản phẩm mà các chị không được đưa lên bởi vì lúc này chúng ta đang gom đơn hàng mà. Đúng không ạ? Nên các chị chúng ta phải làm đúng. Đúng không ạ? Đó, chốt đơn hàng này, order này, sản phẩm này. Đúng không ạ? Thì đây là cái ảnh này và đây dưới này cũng có một vài bài mẫu rồi. Các chị cũng lưu ý ở đây. Đúng không ạ? Đó. Tiếp theo đó là đây là một số bài mẫu này và khi các chị ta hỏi 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 đơn hàng này thì chúng ta cũng trả lời inbox tương tự như bài số 1 đúng không ạ, và có sẽ có một chúng ta sẽ bán được thêm một lượng hàng hoặc có một số lượng sản phẩm đặt thêm nữa. Đó, bài post số 3 này, bài post số 3 đó là bài tuyển cộng tác viên hoặc là tuyển đơn hàng đấy anh chị ạ, tuyển tuyển người tham gia cùng một chiến dịch với mình. Nghĩa là sau khi các chị post cái bài số 1 này và bài số 2 rồi thì cái bài post số 3 sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày thứ ba hàng tuần. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ viết là gì ạ? Chúng ta sẽ viết các cái bài như là tuyển dụng những ai có nhu cầu nhân thu nhập cùng tham gia này. Đây là bài viết tuyển dụng. Ví dụ như là oh my god, chỉ sau một lần đăng cái sản phẩm của mình lên Facebook, đúng không ạ? Mà mình đã có thêm được một cái nguồn thu nhập nào đó. Anh chị nào muốn làm thêm online thì liên lạc với Du nhé. Chẳng hạn thì đó là cái cách để mình viết lên, hoặc là có thể viết được là chúng ta nên viết theo cái phong cách của từng người nhá, và có thể viết là tuyển cộng tác viên là tuần này thì thầy của mình có training một cái một thầy của mình có training mình có người 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 dẫn dắt cho training 5 đến 7 bạn cùng một chiến dịch social selling tuần vừa qua, mình chỉ cần đăng một bài lên mình cũng có thêm thu nhập rồi, ai muốn quan tâm thì inbox cho mình nhé. Rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta cũng có một vài cái viết, cũng có một vài cái mẫu viết đấy bạn, cũng có một vài cái mẫu viết thế này. Trong cái trang này chúng ta cũng có một vài cái mẫu viết rồi. Và cái ảnh của bài số 3 nhá, thì các anh chị chúng ta sẽ viết là gì ạ? Ảnh bản thân, ảnh tuổi cộng tác viên, ảnh làm việc chuẩn bị đơn hàng đúng không ạ? Ba cái ảnh này, ảnh làm việc chuẩn bị đơn hàng đúng không ạ? Và không nên copy người người khác đúng không ạ? Đó. Và các anh chị chúng ta chú ý là khi các anh chị chúng ta post bài, các anh chị cũng không được tag đồng đội của mình vào. Không nên tag đồng đội của mình vào. Ví dụ như không nên tag những cái người đang làm chung chiến dịch với mình. Bởi vì khi chúng ta tag cái người bạn của mình vào, ví dụ Du tag anh Hoàn vào chẳng hạn này, thì có nhiều người họ vào cái phần Facebook của anh Hoàn, họ thấy anh Hoàn cũng post lên ấy thì nó không hay lắm, nên các chị chúng ta không nên post những cái, không nên tag những cái người nào đang làm chung chiến dịch của chúng ta vào. Và khi mà chúng ta gửi hàng cho khách hàng ấy đúng không ạ, thì các chị nên có những cái tờ phiếu cảm ơn đúng không ạ, nên có những cái tờ phiếu cảm ơn đúng không ạ, có những cái tờ cảm ơn hoặc là có cái tờ hướng dẫn sử dụng kem đánh răng, hướng dẫn sử dụng cái sản phẩm này, thì nó sẽ tạo ra những cái niềm tin, nó sẽ tạo ra những cái sự thu hút với khách hàng của mình hơn. Đúng không ạ? Khách hàng họ thích rất là nhiều. Đó. Thì ngoài ra chúng ta sẽ có một vài cách để chúng ta cách chị upsell để bán hàng mở rộng thêm. Ok, bây giờ tôi sẽ mở cái
một vài cách để các chị có thể tăng được cái khách hàng thêm. Bài số 1 đây, tăng được cái khách hàng thêm. Nghĩa là các chị có thể nhờ người người khác chia sẻ dùm mình này. Ôi nào, nhầm slide. Đây. Đúng rồi, chúng ta sẽ một vài cách để cho các chị tăng thêm cái lượng. Các chị nhớ là cái bài post của mình phải, chúng ta phải tương tác đủ cái lượng comment. Khi mà các chị chúng ta đủ được lượng comment ấy, thường là trung bình khoảng tầm, nếu mà các chị được 50 comment ấy, thì cái gần như tất cả các bạn bè của mình họ sẽ nhìn được cái họ sẽ nhìn được cái bài viết của mình. Đây là cái thuật toán trên Facebook các chị ạ. Khi chúng ta tạo đủ cái comment ấy, thì gần như tất cả bạn bè của mình sẽ nhìn được cái thuật toán của mình, thật nhìn được cái bài viết của mình trên Facebook. Đúng không? Và khi các chị chúng ta post lên, các chị có thể là nhờ những người bạn của mình giới thiệu dùm mình. Ví dụ như là khi mà, ví dụ như Du chẳng hạn này, khi mà Du đã có một cái lượng bạn bè của mình mà đã dùng sản phẩm của mình rồi chẳng hạn này, thì mình có thể nhờ bạn bè của mình là xem có quen ai thì giới thiệu dùm mình. Đúng không ạ? Giới thiệu dùm mình, có thể là những người khách hàng của mình họ dùng sản phẩm ấy, thì có thể là họ nhắn lên là gì ạ? À, cảm ơn đồng công Du đã chia sẻ cho mình cái kem đánh răng trắng sáng này. Đúng không ạ? Thì đó cũng là một trong những cách để mình có thêm được cái lượng đó cũng là một số cái cách để mình có thêm được cái lượng gì ạ? Mình có thêm được cái lượng nhờ người ta viết giới thiệu dùm. Đây là một số cái cách. Đúng không ạ? Nhờ bạn bè giới thiệu, bạn bè giúp giới thiệu sản phẩm dùm mình. Nghĩa là khi mình bán được sản phẩm nào thì mình nhờ người ta giới thiệu dùm. Hoặc là người ta dùng sản phẩm của mình có thể nhờ người ta là gì ạ? À, lên Facebook viết hộ dùm mình vài câu, ví dụ như là cảm ơn đồng công Du đã chia sẻ cái sản phẩm kem răng này rất tốt, Du đã dùng cảm thấy rất Nam cảm thấy rất là thích. Thì mình nên 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 nhờ bạn bè của mình. Đúng không ạ? Và cái quy trình này các chị nhớ nhá. Quy trình này khi các chị chúng ta triển khai, các chị chúng ta phải để trong vòng tối thiểu là 3 tháng. Các chị sẽ đạt được kết quả. Nghĩa khi chúng ta triển khai cái quy trình này thì tối thiểu phải 3 tháng thì các chị sẽ đạt được kết quả kinh doanh. Đúng không ạ? Đó, và hàng ngày thì chúng ta sẽ cần phải làm cái gì nhá? Chúng ta cần nên add 20 bạn mỗi lần. Tức là mỗi ngày các chị chúng ta add khoảng tầm 20 người bạn. Và nên chọn những người bạn ở chất lượng để các chị add nhá. Đúng không ạ? Mỗi ngày thì mình nên add khoảng tầm 20 bạn, đúng không ạ? Và nên chọn những người bạn chất lượng, là những người bạn mà nhiều follow này, người bạn mà Facebook người ta chuyên nghiệp đẹp này, mình add thì hiệu quả của mình sẽ cao hơn. Mình có thể tìm những người bạn của mình ở các cái nhóm, đúng không ạ? Tìm người bạn bạn bè của mình các cái nhóm Facebook thì mình sẽ đạt hiệu quả kinh doanh. Tuyển dụng này, đây là cái lợi thế khi mà chúng ta tuyển dụng những cộng tác viên tham gia cùng với mình. Tham gia Nuskin thì miễn phí, đúng không ạ? Không cần phải gì cả, cần mỗi cái ảnh chứng minh thư. Thực sự cái cơ hội này thì nó là rất là lớn, mà các chị mọi người tham gia vào chẳng mất cái gì cả, quá đơn giản tham gia chiến dịch này, đúng không ạ? Và có thêm thu nhập ngay, đúng không ạ? Không áp tinh số hàng tháng này, thanh toán ngay, đúng không ạ? Có tiền ngay, rất đơn giản kinh doanh. Quy trình này sẽ được đào tạo bài bản này, cứ lặp đi lặp lại thôi, đúng không ạ? Khi quan tâm kết nối đến bảo trợ, lặp đi lặp lại quy trình này là thành công. Và nên chọn những đối tượng và những người mà có follow cao này, những người đã bán những sản phẩm, đã làm quen với online rồi, tức là Facebook của họ đã đẹp và chuyên nghiệp rồi thì rất là nhàn. Những cái người mà có cái shop online hoặc cả cửa hàng, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đặt ra mục tiêu. Khi các chị ta làm công việc này, chúng ta sẽ có những mục tiêu. Mục tiêu là làm sao để các chị nhanh nhất ra được 1.000 điểm trong một trong 1.000 điểm. Nghĩa là các chị ta tham gia công việc này thì các chị ta có một cái mục tiêu là các chị phải lên LOI, đúng không ạ? Lên LOI là ROI. Chúng ta phải làm sao nhanh nhất để các chị chúng ta đạt vị trí LOI. Và sau đó tìm nhiều người giống như mình thì các chị sẽ đạt tới các cái vị trí tiếp theo. Quản trị viên, đúng không ạ? Đó thì đó là một số cái định hướng, một số cái phân tích sâu hơn với các chị. Ok. Và các chị chú ý là khi mà chúng ta mới tham gia chiến dịch này thì chúng ta sẽ có những cái người mà gì ạ? Chúng ta sẽ có những cái người trong core team hoặc có những người apply rất cho mình, giúp mình để mình làm. Thì các chị chúng ta nên, chúng ta sẽ làm hệ thống nha. Chúng ta sẽ có những người bảo trợ giúp cho chúng ta khi chúng ta làm cái quy trình này. Thì cái việc của chúng ta gì ạ? Chỉ cần chia sẻ, hàng ngày chia sẻ cho nhiều người cái cơ hội này thôi. Đúng không ạ? Và sau đó thì hướng dẫn cho họ cái cách làm là chúng ta sẽ làm được công việc này. Đó. Thì Du sẽ thâu lại cái video này và sẽ post lên cái trang của nhóm mình là Eric Kim Chó Châu Úc này. Và Du cũng sẽ post lên một cái trang là cái kênh YouTube của Du là youtube.com chéo đồng công Du 1, đúng không ạ? Du góp đồng công Du 1 thì trong cái trang YouTube của Du thì Du có một cái phần liên quan đến social selling, anh chị có thể vào để nghe lại hoặc là theo dõi cái phần này để
để các chị sẽ học đúng nhất trong cái quy trình này. Đó thì đó là một số thông tin, và Facebook cá nhân của Du là facebook.com gạch chéo đồng cung Du. Đúng không? Các chị có thể là Du thì Du làm với góc độ của Du làm gương. Đúng không? Du chia sẻ để Du làm gương. Du làm gương nghĩa là Du hay chia sẻ để Du thu hút người khác. Và hy vọng rằng có thể chia sẻ các chị phần nào trong cái công việc này. Và bây giờ thì Du sẽ mời một vài anh chị mà đã làm công việc này và đang làm cái dịch social selling. Và đây là những cái người mà đã được học cái quy trình này nhá. Và là những người mà Du đang dẫn dắt. Thì Du sẽ mời một vài các anh chị chia sẻ một vài cái điều, cái cảm nhận của mình khi mà được học cái quy trình này và đã áp dụng cái công việc này, đạt được cái kết quả như thế nào. Ok. Nhờ tiên Du sẽ mời đó là Phương Thanh. Chắc là phải nhờ Thanh gọi lại cho anh Du vậy. Bây giờ đầu tiên mà Du sẽ mời là Phương Thanh. Đây là một bạn trẻ đến từ Đắk Lắk các anh chị ạ. Năm nay với ngoài 20 năm nay với năm nay là Thanh là 20 năm 9x các anh chị ạ, nhưng mà Thanh đã có cái kết quả, Thanh đang làm rất là tốt. Đúng không ạ? Và đã đạt được cái ROI ngay trong tháng đầu tiên. Và Thanh rất là quyết tâm, và Thanh đã có một cái đội nhóm rất là tốt. Thì đầu tiên anh sẽ mời được Thanh. Sao Du không gọi được, máy của Du qua đây không gọi được Facebook luôn. Rất là đơn giản, thực sự với anh chị chúng ta là cái quỳ ngày hôm nay tăng rất là đơn giản. Các anh chị chúng ta khi chúng ta làm việc này, Thanh ơi Thanh gọi lại cho anh thì anh sẽ nghe cái Facebook để mọi người nghe to hơn nhé. Em bấm lại cho anh. Rất đơn giản, các chị có thể làm công việc này. Và đây là một số cái dẫn chứng, một số cái minh họa, một số anh chị đã đang làm công việc này. Sẽ mời một vài bạn chia sẻ một chút. Dùng một lúc mấy phần mềm ra là máy cũng hơi chậm một chút xíu, không sao. Cái buổi ngày hôm nay Du làm hơi lâu, nhưng mà hy vọng rằng có thể là giúp cho mọi người chúng ta nghe đi nghe lại cái bài này. Là cái bài Du sẽ dùng cái bài này là bài mẫu đấy. Hello Thanh. Alo. Rồi anh nghe rồi. Rồi giới thiệu với cả nhà nhá, Phương Thanh đến từ Nghệ An, mặc dù không ở Hà Nội, không có gặp Du nhiều thường xuyên gặp. Tuy nhiên là Phương Thanh đang làm công việc kinh doanh rất là tốt, và đã có một cái đội nhóm ở cả Đài Loan này, cả Đài Loan, cả rất nhiều các cái thị trường, cả Nghệ An, cả Đài Loan, và mới khởi nghiệp thôi nhưng mà bạn đã đặt vị trí là loi rồi. Thì Thanh có thể chia sẻ cho mọi người một chút về cái câu chuyện là của em, tại sao em làm công việc này thôi, và em thấy được là ở Nu Skin nó có những cái điều gì mà em thích được không, hoặc là tại sao em làm. Lời đầu tiên mình xin gửi tới các bạn đấy là xin chào mọi người. Mình tên là Thanh, tên đầy đủ của mình tên là Nguyễn Phương Thanh, Nguyễn Thị Thanh. Mình năm nay 28 tuổi, mình đến từ Nghệ An. Công việc trước đây của mình thì là mình đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan, và mình về nước đã được 4 tháng rồi, mình về sinh em bé. Và đến với Nu Skin thì cũng rất là tình cờ, tại vì mình lướt Facebook thì mình đã biết đến Du, và Du đã chia sẻ cơ hội kinh doanh này với mình, và mình đã bắt đầu làm công việc này đến nay đã được gần 2 tháng này. Và với cái quy trình social selling với sản phẩm kem đánh răng thì được Du dẫn dắt và hướng dẫn rất là tận tình, thì mình đã đạt mốc loi trong tháng đầu tiên. Đấy là mình một cái sự khởi đầu rất là suôn sẻ. Trong cái mình thấy cái công việc kinh doanh của mình thì nó có ba cái mình rất là thích. Đấy là thứ nhất đó là mình vừa có thời gian cho chăm sóc cho con cái, rồi cái thứ hai đấy là mình chia sẻ cái cơ hội này để giúp đỡ rất là nhiều bạn còn khó khăn hơn cả mình. Và cái thứ ba đấy là cái lượng khách hàng thì nó không giới hạn ở trên thị trường, có nghĩa là mình
kinh doanh được toàn cầu, nó ở 54 nước. Nghĩa là mình thấy cái mấy cái điều mà mình rất thích ở công việc này, và mình nhìn thấy ở công ty Nukin có một cái tầm nhìn rất là lớn, một cái công việc mà mình có thể làm đầu tư làm và có thời gian cho gia đình, lại vừa có thu nhập ổn định. Mới khởi đầu nhưng mà mình rất là tự tin vào cái công việc này. Ok, rất hay. À, cảm ơn Thanh. Thì Thanh có cái mục tiêu kinh doanh như thế nào với công việc này được không? Nói về mục tiêu thì đã tháng đầu tiên thì mình đã hoàn thành lôi rồi, thì mình sẽ bắt đầu từ tháng thứ hai thì mình sẽ cố gắng Lên E nha. hoàn thành cái cố gắng nhanh nhất, sớm nhất hoàn thành cái mục tiêu đấy là lên quản trị viên, và ước mơ của mình nhiều lắm, cho nên là không phải là nhiều nhưng mà nó không phải là, cũng không phải là sao tầm với, nhưng mà mình sẽ để ước mơ của mình, viết vẽ lên ước mơ của mình để mình thực hiện nó trong tương lai. Rất hay. Ok, cảm ơn Thanh đã có cái chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay, và anh chúc cho Thanh thành công. Và mặc dù Thanh mới bắt đầu triển khai có hơn 1 tháng thôi, nhưng hiện tại Thanh đã có một cái đội nhóm rất là nhiều nơi, các bạn trẻ cũng đang bắt đầu khởi nghiệp rất nhiều nơi cả bên Đài Loan đúng không em? Em rất vui vì chia sẻ cơ hội này tới nhiều người bạn của mình còn khó khăn hơn mình rất là nhiều, nhưng mà khi nói đến cái cơ hội mà mình giải thích với các bạn, cái cơ hội này nó lớn như thế nào, nó tuyệt vời như thế nào, các bạn sẵn sàng đón nhận và rất là chăm học và ham học hỏi và chăm chỉ nghe theo những cái tuân thủ những cái quy trình mà mình đã được hướng dẫn. Rồi, ok anh em, cảm ơn em nha. Cảm ơn em đã có chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay. Rất hay. Cảm ơn Thanh. Chào anh nhé. Chào em. Rồi, người tiếp theo rất tuyệt vời. Người tiếp theo Du sẽ mời trong cái buổi ngày hôm nay. Các chị nhớ nhá, Thanh quen Du qua Facebook, đúng không ạ? Và Thanh là người chủ động tìm đến Du nhá. Vì đây là Du đang dùng marketing thu hút đấy các chị ạ. Du đang làm marketing thu hút. Và đúng ạ, và Thanh là người chủ động tìm đến Du. Và một người nữa Du sẽ chia sẻ với các chị trong cái buổi ngày hôm nay, đó là bạn Vương ở Đắk Lắk. Và các bạn này thì cũng đang được Du trực tiếp là Du hướng dẫn cách làm. Vương gọi lại cho anh qua Facebook nhé. Đây là một bạn nữa cũng quen Du qua Facebook, và Du đang training cho các bạn này từng bước một để các bạn ấy làm social selling. Hello Vương. Hello Vương, đây là một bạn trẻ. Hello Vương nghe không em ơi? Hello Vương. Alo, nghe rõ không anh? Anh nghe rõ. Rồi, giới thiệu với cả nhà, đây là Vương. Vương thì sinh năm 95 ở Đắk Lắk các anh chị ạ. Và Vương quen anh Du qua Facebook, mà không hiểu sao Vương lại tìm được Facebook của anh Du luôn. Ok, thì và hiện tại thì Vương đang bắt đầu khởi nghiệp với cái dự án social selling này. Thì ok, Vương có thể giới thiệu qua bản thân em một chút, và tại sao em lại quyết định em làm công việc này, và em nhìn thấy cái dự án social selling này như thế nào được không? Chia sẻ mọi người một vài câu. Dạ, trước tiên thì em xin chào anh Du và tất cả mọi người tham dự chương trình Facebook Live ngày hôm nay. Mình cũng xin giới thiệu qua bản thân mình đi xíu. Mình tên đầy đủ là Võ Quốc Vương. Mình sinh năm 1995, năm nay mình 23 tuổi rồi. Mình đến từ Đắk Lắk. Và trước đây đó, mình có 8 năm vừa học vừa làm trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống. Trong mình đi kinh doanh năm 15 tuổi rồi, rất nhỏ và rất trẻ. Mình lúc từ nhỏ thì chả biết cái gì hết đó, cứ ra làm mà làm thôi, là chết đùi đùi đập đập chết liên tục.
Hay quá. Trong quá trình mình làm kinh doanh ở trường thống á, điều mình không thích á là còn làm còn tiền, phải hết làm mà hết tiền. Mình và mình thích nhất câu nói á, mình sẽ sống được bao nhiêu lâu nếu như mình không đi làm. Và điều thứ hai á, mình không làm chủ được không gian và thời gian. Và điều thứ ba á, là tốn kém quá nhiều chi phí khi mình mở một cửa hàng kinh doanh á, mình phải thuê nhân công nè, thuế mặt bằng, và thứ nhất ở trong quá trình mình làm sẽ xảy ra công nợ rất nhiều. Và mình lúc đó mình quyết định, cái đây một năm về trước mình tự hỏi là ở ngoài kia có rất nhiều người xuất thân từ một gia đình khó khăn, vậy bằng cách nào mà mình trong một vài thời gian ngắn á, họ lại gặt hái được nhiều thành công như thế, họ rất là thành công trong cái công việc họ làm. Và mình cứ làm như thế có đạt được những gì mình muốn hay không, và mình cái con cái câu hỏi đó luôn 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 là trong đầu mình ngày một ngày, mình hỏi không biết bao nhiêu hỏi đó. Và mình có những mong muốn, mình trong cuộc sống có rất nhiều mong muốn. Trong trong quá trình mình làm kinh doanh đó, truyền thống á, mình nhận ra một điều là mình có niềm đam mê rất lớn trong ngành kinh doanh, và cảm thấy vui khi mình giúp được ai đó giải quyết được được những nhu cầu của họ, và mình cảm thấy á, hạnh phúc á, khi giúp được khách hàng của mình á, luôn luôn tươi cười. Và điều thứ hai á, mình tự hào mình sinh ra mình được đầy đủ rồi mọi người ạ, mình phải tự hào mình sinh ra đầy đủ Ok, rất cả tay hay. cả chân Vương trong ơi, một Vương gia em đình hỏi Vương một chút không? là khi mà Vương bắt đầu khởi nghiệp, bắt đầu làm với cái dự án social selling này thì Vương nhìn 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 thấy được cái điều gì, hoặc là em thấy cái điều gì là điều em thích nhất? Cái điều thích nhất em ở social selling lên nữa là dự án nó rất dễ dàng và nó rất dễ triển khai, không nó có thể thích hợp tất cả mọi người, từ một người đang kinh doanh rất là lâu tới một người là mới làm kinh doanh lần là đầu tiên, rất rất dễ dàng. Nó có một quy trình hệ thống sẵn sàng để cho mình bắt tay tự thực hiện thôi, không xung quanh ở xung quanh mình luôn luôn có một đội nhóm hỗ trợ. Và mình được cái điều mình thích nhất á, dự án social selling đó là mình có thể làm chủ được không gian và thời gian, không mình sẽ làm bất cứ mọi nơi, mình ở bất cứ nơi nào, và mình có một nguồn thu thu nhập từ đó. Rất hay. Ok, cảm ơn Vương. Và Vương cũng bắt đầu, vừa rồi Vương cũng đi một cái sự kiện để học, để thấy được tầm nhìn, và bây giờ Vương đã bắt đầu triển khai social selling. Và hy vọng rằng trong cái buổi ngày hôm nay anh chia sẻ về cách khởi động với social selling kênh Minh Răng ấy, thì giúp cho Vương làm tốt hơn trong cái công việc này ngay từ đầu. Và chúc cho Vương đạt được mục tiêu của mình là tháng này sẽ đạt được nhanh nhất để đạt được vị trí là quản trị viên executive. Thì đầu tiên là Vương sẽ đạt được vị trí LOI.